đánh giá BMW 530 e-Touring 2025, ngoại thất và nội thất, động cơ. BMW 530 e-Touring 2025 mang đến một diện mạo hiện đại và sang trọng. Thiết kế ngoại thất được cập nhật với những đường nét sắc sảo và tinh tế hơn, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và sang trọng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình quả thận kép đặc trưng của BMW, được mạ chrome bóng bẩy, kết hợp với đèn pha LED sắc nét tạo nên một ánh nhìn mạnh mẽ và hiện đại. Cản trước được thiết kế lại, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và thể thao hơn. Thân xe có các đường nét dập nổi chạy dọc từ trước ra sau, tạo cảm giác chuyển động ngay cả khi xe đứng yên. Bánh xe hợp kim đa chấu, kích thước lớn cùng với các chi tiết mạ chrome ở viền cửa và gương chiếu hậu càng làm tăng thêm vẻ sang trọng cho xe. Phía sau, cùng đèn hậu LED thiết kế mới với các dải sáng chạy ngang, cùng với cản sau thể thao và ống xả kép, mang lại vẻ bề thế và hiện đại. Cánh gió nhỏ trên nắp khoang hành lý cũng là một điểm nhấn thể thao đáng chú ý. Bước vào bên trong BMW 530 e-Touring 2025, cảm giác đầu tiên là sự rộng rãi và tiện nghi với những chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng lớn tích hợp hệ thống thông tin giải trí X-Drive mới nhất, cung cấp nhiều tính năng hiện đại như định vị, kết nối điện thoại thông minh và điều khiển bằng giọng nói. Các nút bấm và núm xoay được bố trí hợp lý, dễ thao tác. Ghế ngồi bọc da cao cấp được thiết kế ôm sát cơ thể, mang lại sự thoải mái tối đa cho cả người lái và hành khách. Ghế trước có chức năng chỉnh điện và nhớ vị trí, cùng với chức năng sưởi và thông gió, đảm bảo sự thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết. BMW 530 e-Touring 2025 cung cấp không gian rộng rãi cho cả hành khách và hành lý. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40-20-40, tăng cường khả năng chứa đồ khi cần thiết. Khoang hành lý cũng được trang bị các tiện ích như cửa sổ trời toàn cảnh và các ngăn chứa đồ tiện lợi. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon, điều hòa tự động 4 vùng, đèn nội thất Ambin với nhiều tùy chọn màu sắc và nhiều cổng USB cho các thiết bị di động. BMW 530 e-Touring 2025 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, tiện nghi hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Với những cải tiến về cả ngoại thất lẫn nội thất, mẫu xe này chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. BMW 5 Series Touring mới hiện đã có mặt trên đường. Những chiếc xe đầu tiên đã được giao cho khách hàng ở châu Âu và Nhật Bản cách đây vài ngày. Giờ đây đã ở thế hệ thứ 6, chiếc xe thể thao toàn diện trong phân khúc cao cấp của phân khúc xe tầm trung cao cấp lần đầu tiên được ra mắt với tên gọi BMW i5 Touring chạy hoàn toàn bằng điện. Hai mẫu xe dẫn động hoàn toàn bằng điện và hai mẫu xe với động cơ diesel 4 xi lanh hiệu suất cao sẽ được ra mắt thị trường. Đến mùa hè năm 2024, phạm vi của BMW 5 Series Touring và sedan mới sẽ được mở rộng để bao gồm các mẫu xe bổ sung với hệ dẫn động plug-in hybrid và động cơ diesel 6 xi lanh thẳng hàng. Nhà sản xuất ô tô cao cấp xứ Bavaria đang tiếp tục điện khí hóa một cách có hệ thống các mẫu xe của mình với BMW i5 Touring và các phiên bản plug-in hybrid sắp ra mắt của BMW 5 Series Touring mới. Mẫu xe hàng đầu của dòng sản phẩm mới là BMW i5 M60 xDrive Touring với công suất lên tới 442 kW, 601 mã lực. Bên cạnh nó là BMW i5 xDrive 40 Touring mới với công suất lên tới 250 kW, 340 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 560 km, được xác định trong chu trình thử nghiệm WLTP. Ngoài ra, các mẫu BMW 520Z Touring và BMW 520Z xDrive Touring đặc biệt được ưa chuộng ở châu Âu hiện đã có sẵn. Động cơ diesel 4 xi lanh của họ được kết hợp với công nghệ hybrid nhẹ 48V và tạo ra công suất tối đa 145 kW, 197 mã lực.